Rồi, chào người cho anh em nhé. Đây chẳng cho anh em ơi, đánh ngày đêm không được nhưng mà được ngày. Mở thì mở suốt đêm. Đây. Ngay đây. Một tịch. Xong bắt đầu gió thì gió to đổ hết cả lưới anh em ạ. Trên kia thấy võng chĩu không biết có còn gì ở trên này. Ôi giời. Người thì đêm không được, để được ngay. Đây mình mở đây chán không được, tắt không cần tắt đài anh ạ. Cứ để cả đài luôn. Kệ nó xong rồi là kệ nó không đá động đến nữa. À lại nghịch nữa anh em ơi, đấy thì chính tỏ là đây nghịch đây đấy, hai nghịch rồi, tối nay lại tiếp tục giã đây anh em ạ. Đấy có nghịch rồi. Đấy mình thấy có 50 mét nghịch thôi đấy, nhưng mà gió quá đây, con này chắc chết rồi, chắc là lắng quá, chưa lắng quá mình không ra chắc chết. Ê, sáng nay không được mà giờ ra được thôi nhá. Bây giờ chào anh em nhá, mình gỡ mấy con này anh em nhá.